Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã bao năm qua gắn bó luyện tập thư pháp cùng với Quang Lĩnh. Thì hôm nay thì Quang Lĩnh chính thức mở ra một cái môn học mới, đó là vẽ thủy mặc. Thì hôm nay thì Quang Lĩnh sẽ bắt đầu hướng dẫn cho mọi người chi tiết từng bài vẽ thủy mặc. Và cái video này á là mục đích để mọi người biết để chuẩn bị những cái dụng cụ học tập cần thiết cho tuần tới, là Quang Lĩnh bắt đầu sẽ có cái bài hướng dẫn đầu tiên. Trước giờ thì Quang Lĩnh vẫn đăng những cái video dạy vẽ thư pháp, rồi dạy viết thư pháp, rồi dạy vẽ thủy mặc, nhưng mà nó chưa có cái bài nào mà cụ thể như cái bài sắp tới mà Quang Lĩnh sẽ hướng dẫn cho mọi người. Thì đó là Quang Lĩnh đang làm một cuốn giáo trình cụ thể hơn, thì giúp cho mọi người cần cái gì thì có thể xem mẫu để mà tập được. Trước khi để vẽ thủy mặc thì chúng ta cần giấy. Cái giấy có thể thấm hút mực tốt để vẽ, và cái một cái hũ đựng nước, một cái bảng màu, một cái hộp màu để vẽ thủy mặc, chuyên thủy mặc thì không thể thiếu, palette, bút dẹp, bút tròn thì bạn sử dụng bút lông thỏ. Và thêm nữa đó là mực để chuyên vẽ thủy mặc. Thì cái đây là Quang Lĩnh để tượng trưng cái hũ mực tàu này thôi. Nhưng mà cái mực chuyên vẽ thủy mặc thì nó có riêng cái độ nhạt hơn so với lại mực tàu. Bởi vì mực tàu nó có cái chất keo trong nó khá là đậm đặc. Vậy khi mình vẽ thủy mặc thì nó không phù hợp. Đó. Như vậy chúng ta cần dụng cụ thì không có nhiều, và các bạn có thể mua ở một số cửa hàng hóa phẩm, hoặc các bạn có thể bấm vào cái link Facebook bên dưới thì Quang Lĩnh có để các dụng cụ. Bạn kéo lên trong phần mô tả đó, Quang Lĩnh có để cái gì dụng cụ để mọi người mua cần thì cứ liên hệ qua đó. Đó, nó gồm có hai bộ dụng cụ, một bộ là 5 món và một bộ là 9 món. Đây, khay màu 12 ô đủ cho 12 bảng màu của mình. Đây là màu vẽ thủy mặc chuyên dụng, loại tốt nhất. Thì màu này khi mà chúng ta vẽ lên thì màu sắc nó mới hòa với nhau, nó mới tốt được, nó khác với là màu nước nha các bạn. Chúng ta muốn học cái gì cho nó đúng và nó chính xác hơn, chúng ta nên mua đúng cái dụng cụ cần thiết và màu phù hợp. Đó. Thì các bạn, màu này thì nó nằm trong tip thì rất tiện dụng. Mỗi lần lấy ra thì chúng ta bóp ra, sử dụng bao nhiêu thì bóp ra bấy nhiêu. Và đặc biệt khi màu nằm trên khay mực, trên cái khay khay vẽ này thì nó sẽ không có bị bay, nó không có bị khô. Và nhưng mà khi chúng ta vẽ trên giấy xuyến á, thì nó sẽ bám vào trong giấy rất là tốt, và thậm chí là chúng ta làm ướt giấy nó cũng không bị lem ra. Đó là cái điểm đặc biệt của màu thủy mặc phù hợp với giấy xuyến chỉ. Quang Lĩnh sẽ hướng dẫn cho mọi người khi vẽ trên cái giấy tập này. Giấy này thì lúc trước thì Quang Lĩnh có cung cấp cho mọi người để viết tập viết thư pháp, thì chúng ta dùng để vẽ thủy mặc rất là tốt. Đó. Trước tiên chúng ta lấy đủ các màu ra để chúng ta xem, và tùy vào việc mà mình sử dụng cái màu gì nhiều thì chúng ta lấy nhiều hơn. Đây là Quang Lĩnh sẽ lấy ra trình bày cho mọi người xem là chính.
Thì lát nữa Quang Linh sẽ thử bút lông thỏ trong cái bộ 6 cây bút của mình để cho mọi người xem cái cách Quang Linh vẽ. Còn cái bài học thì chúng ta phải đợi video tiếp theo vào tuần tới, sau khi tất cả mọi người nhận được bộ dụng cụ thì Quang Linh mới tiến hành giảng dạy để cho mọi người có vừa thực hành vừa học online và vừa thực hành luôn thì nó sẽ tốt hơn và chúng ta thấy thực tế hơn. Chúng ta học vẽ, học viết thư pháp thì chúng ta thấy nó cũng không có quá phức tạp, bởi vì học thư pháp thì chúng ta tập nét cơ bản, rồi chúng ta đến ghép chữ, ghép từ, ghép câu, bố cục và hoàn thành tác phẩm. Còn ở đây thì chúng ta học là mỗi vẽ mỗi thứ là một phần. Ví dụ như chúng ta học vẽ trúc thì chúng ta phải trước tiên chúng ta phải phân biệt, học phân biệt các loại trúc. Rồi thân, vẽ thân có bao nhiêu kiểu, rồi cành, rồi lá, rồi lá không thì chúng ta phải có mười mấy cái cách vẽ lá, tối thiểu mười mấy cách vẽ lá mà chúng ta phải nắm vững cái bố cục của từng khóm lá, và khi chúng ta kết hợp vào trong cái cành cũng như là chúng ta ghép những cái cành đó vào trong cái thân cây như thế nào phù hợp, và cái dáng của từng thân cây nó phối hợp với từng tán lá nó xuôi theo như thế nào. Đó, đó là những cái mỗi thứ chúng ta vẽ nó cũng rất là phức tạp. Hy vọng rằng mọi người sẽ có được cái nghị lực và có niềm đam mê để cùng Quang Linh tiếp tục. Đây là trước khi chúng ta bắt đầu vẽ, bút chúng ta phải nhúng vào trong nước. Đây là cây bút dẹp. Đầu tiên để vẽ một cái thân trúc, Quang Linh hướng dẫn đơn giản nhất là chúng ta cho hết vào vòng màu vàng. Sau đó một cái cạnh của thân trúc chúng ta cho vào màu xanh đậm hơn. Và tiếp theo là chúng ta chấm một cái góc phía xanh đậm đó vào màu đen. Đó, để tạo hiệu ứng là đen, xanh rồi mới tới vàng. Bây giờ chúng ta đặt xuống, nó kéo xuống trước, kéo lên dừng lại. Mỗi điểm dừng như thế là một cái mắt trúc. Đó, cái bút dẹp thì nó phân màu ra rất là đẹp. Khi vẽ thì chúng ta không thể thiếu một cái tờ giấy để dùng để hút nước, lượt bớt lượng nước, và đồng thời mỗi lần chúng ta rửa bút xong chúng ta có thể thấm vào cái khăn giấy này. Đã vẽ xong phần thân thì chúng ta tiến hành vẽ tới cái mắt. Cái mắt trúc cũng rất là công phu. Lên từng nhánh thì mỗi cái nhánh có những cái điểm dừng, và mỗi cái điểm dừng đó là nó sẽ ra nhiều nhánh. Đó cũng tùy vào loại trúc nha. Trúc tre rồi nhiều loại lắm. Đó. Chúng ta phải nắm vững. Thường là nó sẽ có những cái mắt đối xứng với nhau, bên này thì ra một cái nhánh thì bên kia bên kia thì nó sẽ nằm ở đốt bên trên. Đó, nó đối xứng nhau. Thì đó là quy luật của cái nhánh trúc là nó như vậy. Xong phần nhánh rồi thì chúng ta tiến hành đến vẽ lá. Lá thứ nhất này, lá thứ hai này, lá thứ ba, lá thứ tư, thứ năm. Đó, nó sẽ nhỏ hơn. Các bạn thấy rằng cái việc vẽ này nó rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà thật sự khi mà chúng ta bắt đầu học á, thì chúng ta phải học kỹ tư thế của từng nhánh lá. Và cái này là do thói quen rồi, Quang Linh vẽ rất là nhiều rồi nên là mình vẽ rất là nhanh. Và video này thì cũng đã tua tốc độ lên nữa.
Chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc cùng gia đình. Nhớ giữ sức khỏe. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào video hướng dẫn tiếp theo. Và đặc biệt vào 9 giờ tối mỗi ngày thì Quang Lĩnh sẽ có livestream chia sẻ về quá trình học tư pháp cũng như Thùy Mặc đối với cho mọi người. Ai có nhu cầu cần tìm hiểu hoặc là muốn Quang Lĩnh giải thích những vấn đề gì, xin mời các bạn cùng ghé xem.